mọi người cứ thấy nó lên tầm bao nhiêu đây, là cứ mọi người cứ cắt thân những cái cây non này đó, nó phát triển rất là mạnh mẽ. Đây là chúng ta gọi là tách áo yếm lần đầu cho nó nè mọi người. Mọi người cứ nhẹ nhẹ rồi tách ra, tét vừa tới như thế này nè, mới nhú mầm như thế này thì để khoảng 2 ngày đi, 2 ngày mọi người tưới nước vô ha. Dài quá thì chúng ta cắt bỏ bớt này, sau này chúng ta cũng đâu lấy đâu. Rồi, hello cô chú anh chị mình trở lại với kênh bonsai dừa Hoàng Linh ha. Thì hôm nay thể theo lời yêu cầu của một số cô chú anh chị thì Linh sẽ làm lại cái cách tách bẹ cho cây dừa bonsai mà chúng ta mới ôm mầm lên. Đó, cái này thì Linh đã làm một số clip rồi, nhưng mà có thể cô chú anh chị xem cũng chưa hiểu, hoặc là cô chú anh chị chưa xem đấy clip đó thì có gọi điện hỏi Linh. Thì hôm nay Linh xin phép làm lại cái clip này trên một cây dừa mầm Linh đã ôm nó mới lên như thế này. Đó, rồi ngay sau đây xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng hướng vào màn hình, Linh sẽ quay cận vô để hướng dẫn chi tiết hơn cái cách cắt như thế nào cho mọi người xem ha. Rồi, đối với cái cây như thế này, khi chúng ta ôm những cái phôi dừa, ví dụ như cái phôi dừa như thế này, khi chúng ta ôm, thời gian nó sẽ lên như thế này. Cây này thì nó hơi cao, Linh không có cây lùn hơn. Nếu mà nó lên như thế này là mọi người cắt được rồi, nhưng mà cái này vẫn cắt còn ok. Mọi người cứ thấy nó lên tầm bao nhiêu đây là cứ mọi người cứ cắt thôi. Thì chúng ta ôm thì nó có cái cục ngù như thế này. Thì bây giờ chúng ta lấy những cái cục ngù này, nó bắt đầu lấy ra nè, để chúng ta thấy đường, để chúng ta xử lý được cái bộ gốc của nó nè. Đó, mọi người đừng sợ nha, nó chết. Mọi người yên, mấy những cái cây non này đó nó phát triển rất là mạnh mẽ ha, cho nên mọi người cứ gị ra, nó đứt mấy rễ cám này nó không sao đâu. Đó, thì chúng ta bắt đầu xử lý tách áo yếm. Cái này gọi là tách áo yếm lần đầu cho nó mọi người. Để Linh quay cận vô cái góc cho mọi người xem. Rồi, Linh quay cận vô thế này mọi người dễ thấy hơn nè. Đó, đây là chúng ta gọi là tách áo yếm lần đầu cho nó nè mọi người. Là trước Linh có làm một cái clip như vậy. Đó, là những cái áo ôm này nè. Những cái này là giống như là một cái áo giáp đó mọi người. Để cái mọng dừa khi nó lên, khi mà cái trái dừa ngoài tự nhiên á, ở ngoài nó có cái vỏ như thế này nè, nó khi nó lên nó sẽ có những cái áo giáp như thế này để nó cứng, để nó chồi ra khỏi cái vỏ dừa đó. Chúng ta ôm thì nó ra những cái áo giáp như vậy thì chúng ta phải tách ra, để cho cái tạo cho cái điều kiện cho cái cây chúng ta nó lùn từ nhỏ. Cho nên là Linh hay nói với mọi người là chúng muốn làm cây bonsai đẹp thì phải làm từ lúc mới nhú mầm ha mọi người. Đó, chúng ta bắt đầu gọi là kìm hãm nó phát triển cao lên từ từ cái lúc nhỏ xíu, từ cái lúc mới lên mầm như thế này, thì đó, cái cây bonsai chúng ta nó sẽ lùn, nó sẽ đẹp. Còn mọi người lấy những cái cây bự á, thì làm nó mất nhiều thời gian, có cây đẹp cây không mọi người. Đó, rồi đây đó, mọi người cứ mạnh dạn tách ra nhỏ nhỏ như thế này để thời gian nó sẽ khô, nó khô rồi chúng ta cắt bỏ thôi, rất đơn giản. Hồi trước Linh có làm cái clip này rồi mà chắc một số cô chú anh chị điện cho Linh là chắc là chưa có xem cái clip này, mới xem những cái clip sau này thôi. Clip này trước Linh làm rất là lâu rồi, nên cô chú anh chị nào muốn hiểu rõ hơn cái cách làm dừa bonsai thì cứ vào kênh của Linh đó. Nếu mọi người mà xem những cái clip trên TikTok hoặc là trên Facebook của Linh đó, trên fanpage á đó, trên đó thì nó không có hướng dẫn, Linh không có đăng những clip dài hướng dẫn chi tiết trên đó ha. Linh chỉ đăng những cái clip mà hướng dẫn chi tiết nhất ở trên kênh YouTube của Linh đó, cũng cùng một tên là bonsai dừa Linh. Mọi người cứ tìm đến những cái clip mà cũ là sẽ có thấy được cái clip Linh chỉ tách cái áo ôm này ha. Rất là đơn giản thôi, mọi người cứ nhẹ nhẹ rồi tách ra đó, nhưng mà cẩn thận tới bên trong tách là từ từ nhẹ nhẹ thôi. Ở đây nó non lắm rồi nè, mọi người đừng có làm mạnh quá để nó gãy ngang á. Chúng ta cứ gạch nhẹ xuống rồi tét ra thôi. Chúng ta tét vừa tới mí dưới thôi, đừng có tét quá nha. Tét quá là nó sẽ phạm vô cái cổ hũ non, rồi chúng ta tưới nước đó nó sẽ gây úng và nó hư cây dừa chúng ta. Đó, chúng ta phải làm từ nhỏ như thế này nè, tét vừa tới như thế này nè, mọi người thấy rõ mặt đó, cứ vừa tới rồi để nguyên như vậy ha. Một thời gian sau nữa thì nó khô rồi đó, chúng ta xử lý tiếp. Còn bên trong này, đối với cái cây này á, đúng ra là cái mầm nó mới lên, cái lá này mới lú á, là Linh đã xử lý đến cái bước này là xong rồi. Nhưng mà nếu cô chú anh chị nào mà có cái phôi nó lên hơi cao một chút thế này thì chúng ta xử lý thêm một bước ở trong đây nữa nè. Đó,
chúng ta cũng cắt gần sát xuống dưới luôn để tạo điều kiện cho nó lùng lại nè. Đó, chúng ta phải kìm hãm cho nó, kìm hãm không cho nó lên cao từ lúc nhỏ như thế này, thì đó sau này cái cây của chúng ta nó phải lùng mới đẹp. Đó, bởi đó là lý do là Linh hay nói với mọi người là phải làm cây bonsai đẹp là phải làm từ nhỏ ha mọi người. Còn đối với những cây mà cổ thụ nuôi gốc thì nó có cách làm khác. Còn đó chúng ta mà nếu đã quyết định làm dừa bonsai bằng phôi thì chúng ta không nên mua những cái phôi mỏng về mà làm ha, mà chúng ta mua những cái phôi mới nhú mầm, mới nhú mầm lên như thế này rồi về như thế này, rồi chúng ta ôm thì nó ok hơn. Chúng ta làm từ nhỏ, hoặc là ở nhà có trái dừa thì mọi người chọn những trái dừa mới lên mọng mà làm thôi. Còn những trái dừa mọng cao á thì mọi người cứ để cho nó lên tự nhiên đi, rồi sau này có gốc đẹp thì chúng ta có cách xử lý để chơi những cái gốc cổ thụ riêng. Rồi chứ cái lá này nè, nó dài quá, mọi người thấy nó dài, nó dài quá thì chúng ta cắt bỏ bớt này, sau này chúng ta cũng đâu lấy đâu, cắt hơn nữa thôi đó. Mọi người đừng sợ nó chết, tại vì nó còn cái lá này một hai hôm là cái lá này nó sẽ xè ra mọi người. Đó là nó tạo điều kiện hô hấp cho cái cây được rồi. Rồi ở dưới đây thì chúng ta cứ để như thế đó. Thì mọi người một điều lưu ý là mọi người mới cắt á, là mọi người để khoảng 2 ngày đi, 2 ngày mọi người tưới nước vô ha, mọi người tưới liền đó, là những cái vết cắt chúng ta chưa là lành nè, nó chưa ra mũ để tạo cái lớp màng đó mọi người. Mọi người tưới nó lọt vô trong đây nè, nó sẽ làm hư cái cổ hủ rồi, là cái cây dừa nó bị thối nó chết ha. Mọi người để khoảng 2 ngày đi rồi bắt đầu tưới nước trực tiếp vô. Rồi Linh cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm được những cây dừa bonsai thật đẹp ha, để chúng ta trưng trong nhà, trong phòng khách để đón tài lộc và đón may mắn về cho gia chủ chơi cây dừa bonsai ha. Rồi clip ngắn của Linh xin tạm dừng ở đây. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh của mình ha.